Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, muộn trứng cá luôn là một nỗi khổ của không chỉ chị em phụ nữ mà còn là điều chăn trở của rất nhiều chàng trai, đặc biệt là trong độ tuổi dậy thì. Thế nhưng trước khi tìm đến phương pháp trị mụn thì có bao giờ bạn tự hỏi xem nguyên nhân gây mụn trứng cá xuất phát do đâu? Ngoài những yếu tố thông thường như do nội tiết tố, dị ứng xa thì nguyên nhân gây mụn trứng cá còn đến từ các thói quen trong cuộc sống hàng ngày và do các tác nhân ảnh hưởng trực tiếp từ môi trường. Trong chương trình ngày hôm nay, xin đưa ra một số thói quen xấu khiến da dễ bị nổi mụn, bạn cần lưu ý. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Thông tin được đăng tải trên trang sức khỏe và đời sống của Bộ Y tế. Dụng cụ trang điểm không vệ sinh Nếu không được vệ sinh thường xuyên, những dụng cụ trang điểm bẩn cũng chính là nguyên nhân dẫn đến mụn trứng cá do vi khuẩn tích tụ nhiều sau khi sử dụng trên da. Để tránh được nguy cơ gây mụn đem lại từ những loại cọ mất vệ sinh này, các nàng cần phải tập cho mình thói quen thường xuyên vệ sinh các loại cọ và bông mút trang điểm một cách thường xuyên và sạch sẽ sau mỗi lần sử dụng. Dùng điện thoại di động, một nghiên cứu đã bất ngờ cho thấy Điện thoại di động là vật dụng chứa nhiều vi khuẩn nhất, thậm chí còn hơn cả khu vực vệ sinh và bồn cầu. Vì vậy, khi thường xuyên áp điện thoại lên da mặt trong những cuộc trò chuyện, làm tăng nguy cơ các vi khuẩn xâm nhập lên da và tích tụ thêm những mồ hôi và lớp trang điểm trên bề mặt điện thoại. Để tránh nguy cơ gây mụn đem lại từ điện thoại di động, chúng ta nên thường xuyên vệ sinh điện thoại sạch sẽ cũng như sử dụng tai nghe thay thế để tránh da mặt chạm trực tiếp vào màn hình điện thoại thường xuyên. Sử dụng khăn mặt không đúng cách. Khăn mặt treo trong nhà tắm là một trong những nơi trú ngụ vi khuẩn và nấm mốc. Khi bạn giặt và ngâm nước không đúng cách, một chiếc khăn mặt thường xuyên lau trên bề mặt da có thể phản tác dụng, gây nên mụn nhọt, dị ứng, nấm mốc và vi khuẩn có thể gây các bệnh về da liễu, thậm chí có thể gây ung thư da. Để tránh nguy cơ bị nổi mụn khi sử dụng khăn mặt, bạn nên giặt khăn mặt thường xuyên bằng nước muối ấm hoặc sữa tắm lành tính, sau đó phơi khăn mặt ở nơi khô ráo, tránh ẩm mốc lâu ngày. khẩu trang sử dụng lại nhiều lần. Khẩu trang là một vật dụng cần thiết khi bước ra đường. Chúng mang lại rất nhiều lợi ích như cản khói, bụi bẩn, tránh cho vi khuẩn xâm nhập đến da. Tuy nhiên, sau nhiều lần sử dụng, đặc biệt là khẩu trang y tế, chỉ sản xuất để sử dụng một lần nhưng lại được tái sử dụng nhiều lần, trở thành nơi tích tụ vi khuẩn và cặn bẩn. Nếu bạn có thói quen trang điểm thì lớp mỹ phẩm sẽ bám vào khẩu trang và trở thành tác nhân gây mụn trên da mặt bạn. Để tránh tình trạng này, bạn nên vệ sinh da mặt sạch sẽ và chọn loại khẩu trang có nhiều lớp chống khuẩn, chuyên dùng thay cho khẩu trang y tế và thường xuyên giặt sạch để tránh vi khuẩn hình thành làm hại làn da của bạn. Chăn gối bẩn, chăn gối sử dụng lâu ngày không vệ sinh là điều mà chúng ta thường lơ là bỏ qua nhất. Nhưng bạn có biết không? Chăn gối sẽ là một nơi vi khuẩn tích tụ và sinh sôi mạnh mẽ nhất sau những giấc ngủ thường xuyên. Nếu không giặt rũ thường xuyên chăn gối sẽ vô tình gây mụn cho da mặt. Chính vì thế hãy tập cho mình thói quen thay vỏ chăn, vỏ gối từ 1 tới 2 lần một tuần. Bên cạnh đó, hãy sử dụng các loại chất tẩy rửa dịu nhẹ mà không gây kích ứng da. <laughs> Nguồn nước bẩn Sử dụng một nguồn nước chứa nhiều tạp chất không được xử lý kỹ sẽ khiến da dễ bị kích ứng và nổi mụn. Trong trường hợp này, bạn nên kiểm tra nguồn nước của mình và sử dụng sữa rửa mặt dịu nhẹ. Ngoài ra hãy chú ý đến hiện tượng và chất lượng nước mình đang sử dụng. Nếu có dấu hiệu ngả vàng, đổi màu đục hoặc có váng thì cần gọi ngay thợ đến và kiểm tra tình trạng nước và dùng nước qua máy lọc. ngồi trong phòng điều hòa quá lâu với đặc thù của công việc văn phòng ta thường xuyên phải tiếp xúc với điều hòa hàng giờ liền vì vậy sẽ khiến làn da bị mất đi độ ẩm vốn có trở nên thô giáp điều này vô tình khiến làn da phải tiết thêm dầu nhiều hơn bình thường lượng dầu dư thừa sẽ sản sinh ra mụn hơn nữa độ ẩm trong môi trường điều hòa cũng là tác nhân gây nên mụn trên da biện pháp khắc phục tình trạng này là cần phải thường xuyên cấp nước cho cơ thể sử dụng máy phun xương xịt khoáng và uống đủ nước để làn da không bị mất cân bằng Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ngày mai, tin gợi ý một số cách giúp bạn phòng ngừa nguy cơ nhiễm bệnh trong thời tiết giao mùa. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.